Good evening guys, welcome to my second lesson. Xin chào cả nhà mình nha, chào mừng cả nhà đến với video số 2 về chủ đề học âm của cô. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học về nguyên âm đơn. Buổi trước chúng ta đã học về bài học về các phụ âm rồi đúng không? Nào, let's see, để xem là nguyên âm đơn trong tiếng Anh có gì nhá. Nào, nhìn về cô nè, let's see. Rồi, are you ready for it? Mọi nhà mình sẵn sàng chưa nhở? Rồi, hãy cùng đến học cách gì nhỉ? Nguyên âm đơn trong tiếng Anh nha. Rồi mọi người nhìn giúp cô này, trong bảng này thì mọi người nhìn thấy là gì nhỉ? Có một số âm có thêm hai dấu hai chấm, và nhớ giúp cô những âm mà có dấu hai chấm thì gọi là âm dài. Đối với các âm dài thì mọi người kéo dài ra giúp cô nhá, kéo dài hơn giúp cô đó, thế độ. Rồi cô đến cặp nguyên âm đầu tiên đó là gì nhỉ? Long vowel e and short vowel x. Đó thì bây giờ rất là đơn giản như thế này, mọi người nhìn cho cô, đây là âm này, đây là âm i ngắn đúng không? Đối với âm i ngắn này mọi người này, mồm chữ e phát âm chữ i cho cô, mồm chữ e, khởi miệng chữ e, x x x đó, mồm chữ e nói chữ i, x x x easy đúng không? X đó, mọi người phát âm nhớ short và quick, thật là ngắn và nhanh cho cô nha, x. Very good. Rồi và từ này nhớ nhá, đánh vần cho cô tương tự như là chúng ta học âm này, sick sick. Very good job. Chứ không đọc là seek nha. Đó, tiếp theo nè. Cá là gì nhỉ? Con cá là fish. Fish. Yes, that's right. Buổi trước học phụ âm thôi đúng không? Nhớ bật phụ âm chính xác giúp cô nha. Rồi, tiếp theo âm y dài. Bước đầu tiên, cười thật tươi. Đó là gì nào? Và phát âm y kéo dài cô nè. Y. Nha. Y. That's very good. Dễ đúng không? Rồi, từ này. Bình thường mọi người, cô thấy mọi người hay phát âm là gì nhỉ? Pupil đúng không? Nếu mọi người đọc là pupil nó thành một từ khác, có nghĩa là học sinh. Mọi người nhìn phía âm cho cô, đó là âm gì nhỉ? Y dài đúng không? Nào đọc cho cô nào. People. People. Yes, very good job. Rồi, động từ tiếp theo nè, cô có từ gì nhỉ? Động từ ngủ là gì nhỉ? À, đúng rồi, đó từ gì nhỉ? Sleep. Sleep. Very good. Đừng đọc là sleep nha, mà đây chỉ là âm thôi đúng không? Sleep. Got it? Easy đúng không? Yeah. Tiếp theo nè. Chúng ta đến với âm số. Cặp âm tiếp theo. Rồi, cặp âm tiếp theo cô có cặp từ u ngắn và u dài đúng không? Âm đầu tiên là đó chính là âm u ngắn này. U ngắn này, ngắn đúng không? Nè, chúng mọi người ức ức ức. Easy đúng không? Ừ, đó. Ví dụ và từ giờ câu nào? Phụ nữ là gì nhỉ? Một người phụ nữ nha. Nè, women. Women. Yeah, đó là women. Tiếp theo, quyển sách là book, book. One more time, book. Yes, that's right, đó là book. Tiếp theo nào, âm u dài, kéo dài là câu này. Ư, nè, ư. Yes, that's right. Rồi, từ buổi chiều có gì nhỉ? Bình thường cô thấy các bạn hay đọc là afternoon. Các bạn hay nhấn trọng âm và âm tiết đầu tiên, nhưng mà không nha. Âm tiết số 3, nè, afternoon. Afternoon. Very good, đó là buổi chiều. Tiếp theo, từ bộ phim là gì nhỉ? Đó là gì nhỉ? Movie. Movie. That's right. Bingo. Tiếp theo, cô có âm gì nhỉ? Ơ dài và ơ ngắn đúng không? Nào, dài thì mẹ kéo dài cho cô đúng không? Nào, That's right. Và từ giờ cô nào, động từ học là gì nhỉ? Đánh vần nhá. Âm eo mình học rồi này, âm ơ mình vừa học xong này. Vậy là có âm âm nơ đúng không nào? Learn. Learn. Nhớ ending sao? Của cô nha. Tiếp theo, trường đại học có từ gì đấy? University. Đúng không? Nè, University. Very good. Mình phát âm, hoặc là các bạn có thể phát âm theo kiểu Anh Mỹ, đó là gì nhỉ? University. Đó. University. That's right. Yeah. Âm tiếp theo là âm ơ ngắn. Thì mọi người đợt ngắn được không? Kiểu như người Việt mình hay nói là thế à? Đúng không? Đó. Đó. Nè, lại cho cô nè. Cái gì đúng không? Đó. Nào, và từ giờ câu này, husband. Husband. Mọi người nhìn thấy âm ơ ngắn ở đâu trong phiên âm của từ husband chưa? Rồi đúng không? Ở đây này, that's right. Nào, husband. Yeah. Nhớ cho cô ở giữa từ này có âm Z nha. Tiếp theo là từ mẹ nào? Mother. Mother. Very good job. Tiếp theo nha, cô đến cặp âm tiếp theo, đây là âm gì nhỉ? Đây là một cặp âm nó có hơi một sự đặc biệt nhẹ 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 này. Đầu tiên âm e thì mọi người để khẩu hình âm e như bình thường là e e e, alright e. Và từ cho cô nào, từ này bình thường mọi người phát âm cái từ nhà hàng là gì nhỉ? Restaurant.
Nhìn em cho cô có mấy âm tiết nhỉ? Hai đúng không? Nào, bật cho cô nào. Restaurant. Restaurant. Very good. Restaurant. Ok, đó. Tiếp theo nào, động từ tập thể dục. Thì cô thấy các bạn hãy đọc là exercise. Nhìn phía âm cho cô có phải exercise nữa không? Không hề. Nào, bật cho cô nào. Exercise. Exercise. Very good. Nhớ cho cô nhá, không có exercise nữa đâu. Tiếp theo nào, âm này cô gọi là âm e bẹt. Âm này mọi người hiểu nôm na từ âm e và âm a, được chưa? Tức là mình đó khoảng giữa của âm e và âm a. Bình thường âm e là e, a là a, đúng không? A thì khẩu hình miệng rất là to, đúng không? Đâu để phát âm âm này mọi người nha. Mồm chữ e, nói chữ a cho cô. Khẩu hình miệng từ chữ e này, như là bật chữ a này. Đó, nó ở giữa của e và a, đúng không? Tức là cô này, family. Family. Đó, chứ không phải là family hay là family. Nào, family. Better. Rồi, tiếp theo nào. Happy. Happy. Là gì nhờ? Hạnh phúc đúng không? Happy. That's right. Are you happy right now? Yes, that's right. Tiếp theo nào, cô có âm A dài, chỉ cần kéo ra là cô nào. R. Nào, R. Và nếu mọi người muốn phát âm Anh Mỹ hay hơn thì mọi người cho thêm âm gì nhỉ? Bởi vì đối với các âm dài trong Anh Mỹ, thường họ sẽ phát âm gì nhỉ? Mọi người nhìn cạnh này, có một âm R bên cạnh đúng không? Thì mọi người sẽ cong lưỡi lên cho cô nè. R. Đó, nó khác là R. Nào, nào, R. Hoặc là R. Different, right? Nào, heart. Heart. My heart. Trái tim của tôi đúng không? Thì cô thấy học viên hay phát âm là hurt. Nào, lại cho cô nào. Trái tim là heart. Very good. Rồi, xe hơi là gì nhỉ? My car. Car. That's right. Tiếp theo, âm này là âm, cô gọi là âm A ngắn cả nhà mình nha. A ngắn là A ngắn cổ họng. Vậy mọi người phải âm từ cổ họng cho cô. Nào, cổ họng nha. Nào, chứ không phải là A. A cô vừa nói là A cửa miệng. A cổ họng này. Color. That's right. Color. Yes. Ôm là gì nhờ? À đúng rồi nè. Hug. Hug. Lưu ý phụ âm cuối g cho cô nè. Hug. Very good. Well done. So proud of you guys. Tiếp theo nào, cùng có âm o dài và o ngắn nhá. Đối với âm o dài này, lại kéo dài cho cô. Or. Hoặc nếu phát âm Anh Mỹ hay hơn này, cao người nè. Or. Or. Very good job. Bây giờ cô có từ nè. Từ con gái nhá. Con gái của bố mẹ sinh ra ấy. Thì cô có từ gì nhỉ? Daughter. Nào, daughter. Yeah. Hoặc phát âm cho người Anh Mỹ là daughter. Yeah, that's right. Nào, daughter. Yeah, thank you. Tiếp theo là từ nước là gì nhỉ? Nào, không phải là water nha. Không phải là water là âm ơ mất rồi nha. Nào, water. Water. Yeah. Hoặc là water. Là gì nhỉ? À, đúng rồi. Thank you. Tiếp theo, cô có âm A ngắn này. Âm A ngắn chúng ta sẽ phát âm là nào, cũng là âm o ngắn và để cổ họng này. Nào, holiday. Holiday. Từ kỳ nghỉ đúng không? Summer holiday. Tiếp theo là cụ từ cơ quan, văn phòng. Lại nhìn bật chữ có hai chữ F nhưng mà phiên âm chỉ có một chữ F thôi. Mọi người đặt office. Office. Yeah, chứ không phải đọc là office. Yeah, office. Very good job. Rồi, nhà mình vừa hoàn thành phần nguyên âm done trong ngày hôm nay rồi. Wow, you did a very good job. I'm so proud of you guys. Thank you guys so much for being here and see you in the next lesson. Cảm ơn nhà mình nha. Nice evening. Bye bye.